Xin chào các bạn, hôm nay Blog Trị Bệnh sẽ giới thiệu tới các bạn loại thuốc The Caffeine. Trà dung giảm cân The Caffeine đang là một sản phẩm còn rất mới trên thị trường sản phẩm giảm cân. Được nhà sản xuất quảng cáo với các công dụng như giảm cân nhanh, không bị tăng cân lại sau khi ngừng sử dụng. An toàn cho cơ thể nhờ thành phần thiên nhiên và các tác dụng tuyệt vời khác đối với cơ thể người sử dụng. Chính vì vậy những người quan tâm đến sản phẩm này sẽ đặt câu hỏi sản phẩm này có thực sự tốt. Hãy cùng Blog Trị Bệnh làm rõ qua bài viết này. Nguồn gốc của trà dung giảm cân The Caffeine, trà dung hay còn gọi là lá dung, đây là một loại thảo dược xuất hiện nhiều ở vùng miền Trung nước ta. Đặc biệt là ở Nghệ An, những người dân nơi đây sử dụng để dùng thay nước uống hàng ngày. Theo các nghiên cứu khoa học từ trường Đại học Guwahati, Ấn Độ thì loại cây này có tác dụng chữa đau dạ dày, tiêu chảy, ngừa ung thư và tiêu mỡ nên dùng để giảm cân rất tốt và không có tác dụng phụ lên cơ thể con người. Nhận thấy những tác dụng tuyệt vời đó với cơ thể, công ty The Caffeine đã nghiên cứu và sản xuất ra sản phẩm trà dung giảm cân The Caffeine. Trà được sản xuất dựa trên tiêu chí 5 không có lợi cho cơ thể nên được nhiều khách hàng đón nhận. Trà dung giảm cân The Caffeine có thực sự tốt? Trà dung giảm cân The Caffeine có tốt không là những câu hỏi được các khách hàng quan tâm đến sản phẩm này thắc mắc. Vậy loại trà này có tốt như quảng cáo? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua thành phần và công dụng mà trà mang lại để có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm này. Thành phần trà dung giảm cân The Caffeine, nói về thành phần của sản phẩm thì có thể khẳng định ngay rằng loại trà này rất tốt cho sức khỏe. Được bào chế từ 100% cây dung cùng với một số nguyên liệu tự nhiên khác để nâng cao khả năng giảm cân của sản phẩm. Sản phẩm này an toàn với người sử dụng và không gây tác dụng phụ, được Bộ Y tế kiểm nghiệm và cấp phép lưu hành trên thị trường. Thành phần chính của sản phẩm là cây dung rất tốt cho sức khỏe. Công dụng của trà dung giảm cân The Caffeine khi sử dụng sản phẩm này sẽ mang lại cho người dùng những công dụng tuyệt vời sau. Hỗ trợ giảm cân hiệu quả, trong sản phẩm chứa rất nhiều steroid, đây là chất giúp đốt cháy mỡ hiệu quả. Giảm lượng mô mỡ có trong cơ thể, đồng thời nó cũng giúp tái tạo cơ bắp con người, làm chậm quá trình lão hóa. Trong cây dung có chứa rất nhiều acid glycolic, đây là chất oxy hóa mạnh, làm trẻ hóa làn da. Khi sử dụng hợp lý, sản phẩm sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa da và điều trị mụn trứng cá một cách hiệu quả. Ngăn ngừa và phòng chống ung thư, hai hợp chất acid linoleic và beta-sitosterol trong lá trà dung đóng vai trò rất lớn trong việc ngăn chặn sự hình thành các khối u ở người. Các nghiên cứu khoa học cho rằng các chất này còn có tác dụng virus, chống viêm, bảo vệ gan. Tăng cường khả năng tình dục, beta-sitosterol có trong những lá trà dung giúp cân bằng hormone trong thời kỳ mãn kinh ở phụ nữ, giúp giảm khô hạn và tăng ham muốn tình dục ở những người trong thời kỳ mãn kinh. Sản phẩm giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả và làm chậm quá trình lão hóa. Cách dùng trà dung giảm cân The Caffeine, hiệu quả sản phẩm này có tốt hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào cách sử dụng nó có đúng hướng dẫn hay không. Để sử dụng hiệu quả sản phẩm này, bạn cần thực hiện các bước sau. Sử dụng một túi trà dung giảm cân The Caffeine với khoảng 200ml nước nóng. Đợi 5 đến 10 để các tinh chất trong trà hòa tan vào nước và sử dụng. Mỗi ngày bạn nên uống 2-3 gói trà này vào trước các bữa ăn trong ngày 30 phút để có hiệu quả giảm cân. Sử dụng một túi trà dung giảm cân The Caffeine với khoảng 200ml nước nóng. Trà dung giảm cân The Caffeine có tốt không? Đánh giá từ chuyên gia. Rất nhiều chuyên gia khi được hỏi về tác dụng của trà dung có tốt hay không thì đều khẳng định rằng loại trà này rất tốt. Nhưng sản phẩm trà dung giảm cân The Caffeine thì sao? Trà dung The Caffeine là sản phẩm đã được kiểm nghiệm kỹ lưỡng bởi công ty kiểm nghiệm quốc tế Eurofin và Bộ Y tế. Sản phẩm được chứng nhận an toàn cho sức khỏe và có tác dụng giảm cân đối với người sử dụng. Sản phẩm được cam kết 5 không trong sản phẩm, đó là không chứa chất sibutramine bị cấm, không gây mệt mỏi, buồn nôn, chóng mặt khi sử dụng, không khó uống, không tăng cân trở lại khi ngừng sử dụng, không có tác dụng phụ hại tới sức khỏe. Với những cam kết và tác dụng của trà dung với cơ thể, chắc bạn đã có câu trả lời cho mình rồi phải không? Nhưng với những sản phẩm giảm cân nào cũng vậy, nó sẽ ít nhiều để lại các tác dụng phụ, vì thế mà bạn cần hỏi ý kiến trước khi sử dụng sản phẩm. Review trà dung giảm cân The Caffeine Web Chatho, những đánh giá của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm luôn là bằng chứng chính xác nhất để biết được sản phẩm này có thực sự tốt hay không. Trà dung giảm cân The Caffeine là một chủ đề được nhiều khách hàng đưa ra bình luận trên diễn đàn Web Chatho. Hãy cùng tìm hiểu các bình luận này ở dưới đây. Đánh giá của người dùng về sản phẩm trà dung giảm cân The Caffeine giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Trên thị trường hiện nay giá cả của sản phẩm này đang có rất nhiều mức giá khác nhau. Nhưng những mức giá này không chênh lệch lớn, trung bình một hộp trà dung giảm cân The Caffeine có giá là 120.000 VND, hộp 30 túi lọc bạn có thể mua được với giá rẻ hơn nếu cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi. Sản phẩm đang được phân phối trên thị trường tại các nhà thuốc, đại lý phân phối hay các trên website chính thức của sản phẩm và các trang bán hàng như Tiki.
Shopee, Lazada, trà dung giảm cân đờ caffeine có thực sự tốt không đã được blog trị bệnh giải đáp qua bài viết trên. Có thể nói đây là sản phẩm tốt không chỉ với người có mong muốn giảm cân mà còn tốt cho nhiều đối tượng khác. Hy vọng với bài viết này bạn đã có thêm hiểu biết về sản phẩm này và quyết định được loại sản phẩm giảm cân mà bạn sẽ sử dụng. Blog trị bệnh chúc các bạn luôn khỏe mạnh để không phải sử dụng đến thuốc. Vui lòng đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.